Nãy giờ tôi pha nước là tôi quế bà lắm rồi nha. Ủa vụ gì trời? Sao mà ông nội tôi nói một câu bà cãi lên một câu vậy? Tôi thiết nghĩ á, cái hội của bà nên đổi thành cái hội phụ nữ tiêu cực đi. Bị gì với cái miệng của bà khẩu nghiệp lắm. Tối ngày bà cứ xúi cái hội viên của bà đi quýnh lộn, đi cãi lộn, đi chửi lộn, rồi đi ly dị với chồng không à. Rồi làm ra vẻ giống như là đàn ông á, ức hiếp phụ nữ dữ lắm, phụ nữ đau khổ dữ lắm vậy đó. Ôi trời trời trời, cái con bé này một chồng một con rồi mà cái não vẫn không có nhiều nếp nhăn được như chị mày là sao? Câu gì? Cái câu hôn nhân là địa ngục của tình yêu. Trời đất ơi, dạ thưa chế, cái câu hôn nhân là địa ngục của tình yêu á, nó có nghĩa đen với nghĩa bóng, mà chế cứ cố gắng chế hiểu theo nghĩa đen rồi á, chế suy diễn là cuộc đời của chế cũng u tối với cái nghĩa đen đó. Cái nghĩa của chữ địa ngục ở đây là gì? Đó là sự ràng buộc nhau. Mà ràng buộc để làm gì? Để thông cảm, để tìm hiểu, để hiểu nhau hơn. Chứ không phải là ràng buộc nhau để rồi cãi nhau, để rồi chia tay. Nhưng mà nói tóm lại là con không biết, con chỉ cần biết á là bây giờ nếu không hợp thì ly dị. Đó, con tóm lại là vậy thôi. Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang. Hát vang la 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 la, là một khúc ca cho mỗi nhà.